chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Nguyễn Thị Dung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa nhà giáo Nguyễn Trí Trung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La. Kính thưa ông Nguyễn Sơn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy, cô, nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ. Kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Nói đến nghề giáo là nói đến nghề của khát vọng và sáng tạo, còn nói đến người thầy là nói đến sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn. Hôm nay, khi những chùm hoa sữa cuối cùng cũng đã tỏa hương để hòa vào sự tri ân và lòng biết ơn tới những người thầy, đây là dịp để các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh và 1.460 em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở Tô Hiệu tề tựu tại đây trong một không gian ấm tình nguồn cội, mang theo những ký ức vui mừng phấn khởi với niềm hân hoan của hàng triệu triệu trái tim trên cả nước hướng về ngày hội, ngày truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2024, thầm tri ân những con người đã và đang cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp chồng người vì lợi ích trăm năm. Kính thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị đại biểu là niềm tự hào đầy quyết tâm của thầy trò nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển. Niềm vui, niềm tự hào ấy đã được nhân lên gấp nhiều lần bởi sau 5 năm kể từ năm 2019 đến hôm nay, nhà trường rất vinh dự được tiếp tục đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và khánh thành nhà lớp học 2 tầng 10 phòng. Hy vọng sự kiện này như đánh dấu và báo hiệu một mùa hiến chương ấm áp đã đến và sự phát triển bền vững của nhà trường trong thời kỳ đổi mới giáo dục toàn diện đã bắt đầu. Vâng, đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui. Tập thể sư phạm nhà trường và hơn 1.000 học sinh thân yêu xin nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ lòng biết ơn trân trọng tới các vị đại biểu, đại diện các cấp lãnh đạo của ngành, của chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh đã luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ và đồng hành cùng nhà trường. Xin nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ nhà giáo đã từng gửi chọn tuổi xuân và nhân cách của mình trên mảnh đất Tô Hiệu thân yêu. Chúc quý thầy cô và các em học sinh trường ta có một mùa tri ân, một mùa hiến chương cùng với những ký ức đẹp đẽ, sâu lắng và nghĩa tình. Chúc chương trình của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, thưa các thầy cô và các em, giá trị trường tồn của người thầy trong sự nghiệp giáo dục đã phá vỡ tất cả ranh giới giữa các quốc gia xưa và nay. Đặc biệt trong thời kỳ công nghệ phát triển như vũ bão, thời kỳ của 4.0, thì người thầy, hồn cốt của một nền giáo dục càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Và đúng như lời khẳng định của một thi hào người Ấn Độ, giáo dục một người đàn ông thì được một con người, giáo dục một người đàn bà thì được một gia đình, còn giáo dục một người thầy thì được nhiều thế hệ. Theo thời gian và sự vận hành của vũ trụ, câu nói đó vẫn giữ nguyên giá trị. Cội nguồn của truyền thống tôn sư trọng đạo với chiến lược giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm tôn vinh và tri ân các thế hệ nhà giáo. Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nên là Chính phủ, đã ban hành quyết định số 167/HĐ-BT ngày 26 tháng 9, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đó là một quyết định mang tính dân tộc,
với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và thực sự quan trọng, thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp chồng người, kiến thiết và phát triển đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, với phương châm biến thách thức thành cơ hội để vươn lên, trong những năm gần đây, mặc dù đời sống và các chế độ đãi ngộ của nhà giáo đã có những thay đổi tích cực, nhưng đâu đó những hình ảnh, những câu chuyện chưa vui về giáo dục và phẩm chất người thầy vẫn còn xuất hiện trên những trang không gian mạng, đã làm mỗi chúng ta với cương vị nhà giáo không thể không trăn trở, chạnh lòng và đặt ra những dấu chấm hỏi cho bản thân về trách nhiệm và lương tâm. Năm học 2024-2025 đã đi được một phần ba quãng đường để có một không gian kỷ niệm, một chương trình ý nghĩa với những thành tích đáng kể như ngày hôm nay. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các cơ quan đơn vị là cả một khối đoàn kết với tinh thần làm việc, học tập và rèn luyện không mệt mỏi của nhà trường. Trong phong trào thi đua xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng phong trào dạy tốt học tốt, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, đã có 5 thầy cô vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Dục Đào tạo Sơn La, 10 thầy cô và nhân viên, 105 em học sinh, 12 tập thể lớp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. 29 em học sinh các đội tuyển đã đạt giải cấp trường, 2 cô giáo đã hoàn thành xuất sắc phần thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Nhà trường đã giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tập thể sư phạm nhà trường được Bộ Giáo dục tặng bằng khen trong phong trào đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập. Được Giám đốc Sở Dục tặng giấy khen trong phong trào thi đua xây dựng trường đạt chuẩn và là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Kính thưa quý thầy cô, dẫu biết thời gian và sự nỗ lực đầu tư đều chuyển hóa thành những giá trị quan trọng, là bậc thang vững chắc nhất để bước tới thành công, nhưng đâu đó trong cuộc đời và sự nghiệp mỗi chúng ta vẫn bắt gặp những nốt trầm chắc ẩn, làm sao xuyến và lay động tâm trí của người thầy. Và vẫn biết chặng đường giáo dục chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với tình yêu nghề, sự tận tụy và lòng nhiệt huyết của quý thầy cô đã làm nên những kỳ tích thầm lặng, góp phần xây dựng nền tảng tương lai biết bao thế hệ học trò. Mỗi giờ lên lớp, mỗi bài giảng của thầy cô không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn gieo những hạt giống yêu thương, trách nhiệm và đạo đức cho thế hệ trẻ. Những khó khăn thách thức trong công cuộc đôi khi sẽ khiến ta mệt mỏi, nhưng sự trưởng thành của các em học sinh và bề dày thành tích của nhà trường là món quà ý nghĩa, là nguồn động lực để giúp chúng ta tiếp tục với dự nghiệp cao cả này. Rõ ràng hành trình ở phía trước còn rất nhiều thử thách, tôi tin rằng tâm huyết và sức mạnh tập thể chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện, bao dung, nhân văn và chất lượng. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin kính chúc quý thầy cô cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, lòng bao dung và trí tuệ. Hãy để ngọn lửa yêu nghề cháy mãi trong tim, hãy tiếp tục truyền cảm hứng và xây dựng những thế hệ công dân toàn cầu trong tương lai, đáp ứng xu thế hội nhập và công nghệ hiện đại. Kính thưa các cô thầy, những cựu giáo chức đáng kính, thầy cô chính là những người đặt nền móng vững chắc trong môi trường mang tên anh hùng dân tộc, được sáng mãi đến ngày hôm nay và mai sau. Lớp lớp các thế hệ học trò của các thầy cô đã trưởng thành, các thầy cô cũng đã già đi rất nhiều, nhưng có lẽ tình yêu nghề và các giá trị về sự cống hiến của các cô thầy vẫn luôn đâm chồi lẹt lập như một di sản quý báu không gì thay thế. Nhân dịp đặc biệt này, xin kính chúc quý cô thầy mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Kính mong thầy cô luôn lạc quan, yêu đời và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tương lai. Còn đối với các em học sinh, chắc các em còn nhớ
câu triết lý của một nhà giáo dục mà cô đã từng căn dặn, để cung cấp cho người học một hạt nhỏ hào quang ánh sáng, thì người thầy giáo đã phải uống cạn cả một biển đông. Các em có biết thời gian sẽ không bao giờ đợi chờ một ai không? 3 tháng của năm học này đã trôi qua, đồng nghĩa với đích đến của năm học đã rất gần. Những gì chúng ta có được sẽ là kết quả của quá trình phát triển bản thân. Mặc dù ở lứa tuổi này, các em được học, được chơi và được nghịch, nhưng có một điều, học sẽ là suốt đời và mãi mãi, còn chơi và nghịch chỉ trong khuôn khổ chủ động và có giới hạn. Các em hãy nhớ rằng, tri thức không chỉ trao đi mà còn cần sự nỗ lực tiếp nhận. Sự chăm chỉ, lòng biết ơn và thái độ học tập tích cực của các em chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô. Hãy nuôi dưỡng trong mình tinh thần ham học, không ngừng khám phá tri thức và rèn luyện nhân cách. Trên con đường đó, thầy cô luôn đồng hành và tận tâm dẫn lối để các em vững bước tới tương lai. Trong giây phút ý nghĩa này, cô mong muốn các em luôn là những tế bào vững chắc của một xã hội học tập. Hãy lớn lên và trưởng thành hơn từ lòng biết ơn, yêu thương và thấu hiểu, để có một cuộc sống bao dung và trí tuệ. Trước khi dừng lời, cho phép tôi xin được cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm tương lai con em mình dưới mái trường tôi nhận. Kính chúc các bậc phụ huynh sức khỏe, công tác, lao động, sản xuất và công kinh doanh tốt, có nhiều điều kiện để cùng đồng hành với nhà trường trong quá trình giáo dục và nuôi dưỡng con em. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của chính quyền địa phương, của phòng giáo dục đào tạo. Cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp, các đơn vị, các tổ chức cá nhân. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Chúc các thầy cô hoàn thành tốt sứ mệnh chồng người cao cả. Chúc các em có một không gian và nhiều ký ức đẹp về mùa hiến chương này, để nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng cho tương lai. Chúc chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Thank you.